Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của bên em. Tiếp tục trong ngày hôm nay, bên em thì đang tiến hành test hai sản phẩm cho hai bác khách hàng. Đầu tiên đó là bác Hồ Thanh Tân, bác này đã ủng hộ bên em tổng cộng đó là 3 combo sản phẩm rồi. Lần này tiếp tục một combo nữa đó là 506 cộng KI 2020 cộng với một con mic AZ 393. Tiếp theo đó là một đơn của bác Vương Phước Thoại ở Đồng Tháp, Tam Nông. Đấy. Thì lại tiếp tục một đôi cây 2020 tiếp. Thì thay mặt Đăng Huy cảm ơn hai bác khách hàng đã ủng hộ bên em đúng không ạ? Nhất là bác Hồ Thanh Tân, bác đã ủng hộ bên em tổng cộng đó là 3 combo rồi. Đấy. Đối với cái combo mà 506 và cộng với cây 2020 này thì quá là hay rồi. Nếu mà bác nào mà đã mua và trải nghiệm thì có thể bình luận phía bên dưới để cho một số bác đang tham khảo sản phẩm này có thể yên tâm hơn đúng không ạ? Đối với sản phẩm này thì là cái đời em đã nói rồi là đời siêu lướt. Đời siêu lướt thì nó sẽ là có một cái thực sự thay đổi khác hoàn toàn. Ví dụ như là bát của nó đã là đây. Em ở đây cũng có một con tháo ra đây rồi, em sẽ cho bác xem. Thay đổi khác hoàn toàn về cái chất âm, và chất âm đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Ví dụ như là trong phân tần của nó thì cái bộ phân tần này cũng là một trong những cái bộ mà rất là quan trọng trong một sản phẩm âm thanh đúng không ạ? Nó sẽ là quyết định cái tiếng bát ra hay hay không, tiếng chép ra hay hay không và tiếng trung ra hay hay không là cũng liên quan rất là nhiều ở cái bộ phân tần này. Thì đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Đầu tiên đó là trở Venix, trở suất này của trở Venix hết. Đấy là công ty Venix, là công ty một trong những cái hãng rất là lớn thôi. Và tụ Zotec, đây là hai cái sản phẩm mà em đã nói qua rất là nhiều lần nữa. Và tiếp theo đó là một nâng cấp thêm đó là một nguồn lọc này thì có thể lọc cho chất âm nó hay hơn. Đấy, có thể là ổn định cái dòng điện đi qua hơn. Đấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm siêu lướt và đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Và cuối cùng đó là cái bát của nó đã là được làm bằng ba lỗ mắt trâu, đúng không ạ? Ba lỗ mắt trâu và tất cả ở đây dập bằng số seri hết này, và ở bên trong nhĩ này cũng có số seri nhé các bác nhé. Em đã quay rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Và điểm nhận dạng bên ngoài của nó thì rất là đơn giản, đó là phần công tắc logo bật mở đã có thêm. Đấy, logo bật mở và số seri đều phải khác nhau hết đối với một đôi JBL KI2020. Đây là siêu lướt và được nâng cấp chất âm lên nhé. Như thế là cái giá thành của nó cũng nếu mà tầm 6,8 triệu không phải là cao lắm đâu. Và bên em đang có chương trình ưu đãi giảm từ 3 đến 500 nghìn cho bác nào mà liên hệ sớm với bên em nhé. Đấy, thì các bác có thể liên hệ nhanh tay, liên hệ đặt hàng đối với sản phẩm này. Hôm trước thì em xếp ra đây tổng cộng đó là rơi vào tầm chục đôi, thì hôm nay rơi vào tầm đi lốt hai đôi này thì còn tổng cộng đó là hai đôi nữa đúng không ạ? Còn hai đôi nữa thôi. Thì đây một con 506 số Saken của anh Hồ Thanh Tân đây nhá. Đấy. Cảm ơn bác đã rất là nhiều đã ủng hộ đến Nam Huy. Rất là tin tưởng đúng không ạ? Đối chung anh Hồ Thanh Tân thì nói chung là khi mà mua sản phẩm đầu tiên cũng như cái combo đầu tiên của bên em thì đã tin tưởng rồi, lần sau là cứ thế là đặt thôi. Thế nên là đặt hàng thôi đúng không ạ? Đấy. Hàng xóm đang nghe, người thân đang nghe cảm thấy hay thì nhờ mua hộ thôi đúng không ạ? Thì các bác nào còn lăn tăn về sản phẩm này thì có thể xem qua video này để có thể có sự lựa chọn tốt nhất cho mình đúng không ạ? 506 sao Saken thì không cần phải nói nhiều nữa rồi. Hiện tại thì bên em chỉ còn rơi vào tầm 5 con, chưa về được hàng. Em vẫn đang bán với cái giá là 4.100.000 đồng đúng không ạ? Con này thì bên em bán là quá là chạy rồi, không cần phải nói nhiều đối với sản phẩm này nữa. Con này thì nó chạy sò Saken, và nhiều bác hỏi bên em là có kinh doanh dòng sò tô không? Anh muốn mua sò tô thì em nói là không nhá. Nếu mà các bác mua sò tô thì các bác có thể sang ở bên đơn vị khác, bởi vì bên em là ngày trước có kinh doanh sò tô, nhưng sau một thời gian là rất khi mà dọn ra sò Saken này, rất là nhiều bác muốn nâng cấp từ sò tôi sò Saken nên là đổi trả rất là mệt, nên là em tốt nhất là bán một sản phẩm nào đấy cao cấp nhất để đỡ phải đổi lại nhiều đúng không ạ? Đấy, có đôi sò tô và sò Saken là cùng công ty, em nói thẳng luôn là cùng công ty ở bên China, nhưng mà nó thay đổi bằng sò Saken sò tô và được nâng cấp lên một chút thôi. Đấy, thì em bán luôn cái dòng cao nhất đỡ phải đổi trả lại các lại nhiều đúng không ạ? Đấy, và đây là bộ mic AZ Pro 393 cho bác Hồ Thanh Tân. Cảm ơn bác rất là nhiều đã ủng hộ. Và bác Thoại, cảm ơn bác Thoại ở Đồng Tháp nữa. Và bên em sẽ test hàng và gửi hàng đi rất là cẩn thận cho bác nha. Bây giờ thì mời các bác cùng nghe qua chất âm của sản phẩm đó là KI 2020 này nha.
mời các bác cùng tham khảo qua về cái chất âm của dòng cây 010. Hiện tại thì em đang dùng một kênh của dòng 506 mà chất âm nó ra rất là hay nha các bác nhé, có thể nghe qua nhé. Về cái chất âm của con này, và em sẽ thử qua một chút về cái tiếng mic của con này thử xem nha. Lên vẫn to volume mic lên. Lên 1 2 1 2 3 4 5 6 7 lên. Nói chung là về vang nhại của con IC vang nhại 50195 của nó thì cực kỳ bắt mic. Kết hợp với một con loa mà chuyên về để nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ ngọt ngào thì đó là con JBL K 512 này thì là vô cùng là hoàn hảo rồi. Đấy, có chung, có chép, có bát rõ ràng. Đấy, nói chung là với một bộ karaoke gia đình này tầm rơi vào tầm 11 triệu đổ lại hoặc trên 11 triệu một chút thì các bác có ngay một con mic không dây. Nếu mà các bác là có mic dây ở nhà thì chỉ rơi vào tầm gần 11 triệu, xấp xỉ 11 triệu, còn đâu thêm con mic này vào nữa thì rơi vào tầm hơn 12 triệu một chút thì các bác có ngay một cái bộ dàn là cực kỳ hay, cực kỳ ngọt ngào và ấm áp nhé đối với sản phẩm con này. Và đặc biệt là bắt mic rất là nhanh. Lên 1 2 3 4 5. Các bác nào thích hát nhiều lời cho nhiều lời hoặc là chỉnh con âm ly này rất là dễ dàng. Đấy, nếu mà chỉnh hát to, hát trung chép này, rõ ràng lên này thì mình có thể chỉnh cực kỳ dễ dàng. Alo ạ. Lên. Đấy, các bác có thể nghe không ạ? Lên. 1 2 3 4 5 6 7 lên. 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 1 2 3 4 5 6 7 lên. Và em đứng với cách đây khoảng tầm 2 mét. Nói chung là sử dụng âm ly gần như nếu mà các bác chỉnh chuẩn ra thì gần như chế độ dòng vũ của nó không có. Nếu mà các bác hát trong vòng từ 3 đến 4 mét thì thoải mái. Ghép vào những cái loa chuẩn hợp lý của nó thì dù âm đi rất là sướng và về cái chế độ nghe nhạc của nó này và về chế độ hát của nó thì cực kỳ ngọt ngào. Đấy là toàn bộ về cái cấu hình này cho anh Tân thì quảng cáo qua chút về 2020 cho các bác là bên em vẫn còn hàng, số lượng chỉ còn 2 đôi cho các bác nào mà nhanh tay đặt hàng, bên em đang có một chút giảm giá một chút đúng không ạ. Còn đây là đơn hàng cho hai bác khách hàng của bên em và thay mặt Nam Huy cảm ơn hai bác rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.